Anh Nghĩa Thỏ xin chào cả nhà ơi. Sáng hôm nay anh Nghĩa Thỏ sẽ chia sẻ một số bản tin mới cũng liên quan đến cái vụ của anh Nghiêu Vũ nha cả nhà. Thì được biết mới đây nhắc chị Ni cũng như là bá Tư Quốc Thanh và chị Loan đã có một trạng thái mới cũng như anh Xeo Minh khi ghi tiền anh Nghiêu Vũ quay xe nha cả nhà. Và mình xin gì sẽ nói về cái tình hình này. Thì mới đây nhắc anh Nghiêu Vũ bất ngờ cũng có một cái trạng thái đó là tất cả mì xào rất là ghê gắt nha mọi người. Và tối hôm qua được biết là chị Loan rất buồn, nhưng sáng hôm nay là chị đã xóa và cái sờ ta tốt mà chị chia sẻ bữa hôm qua là không còn nữa nha. Thì để mình chia sẻ cái vụ này cho mọi người nghe. Thì anh Sơn Minh á cũng có lên bài cũng cách đây khoảng 10 giờ nha, chắc cũng là tối hồi hôm đó cả nhà. Thì trên cái bài viết của anh Sơn Minh cũng rất là nhiều ý nghĩa để gửi đến cho anh Nghiêu Vũ và đến cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha cả nhà. Cái bài viết như thế này là anh nhìn thấy hết đúng không phải anh? Anh muốn mọi người phải bình tĩnh đúng không anh? Mọi người cứ bình tĩnh, cứ từ từ rồi mọi việc sẽ sáng tỏ. Thì cái bài viết này anh Xeo Minh chia sẻ và kèm theo hình ảnh đó là anh chụp tại nhà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và ngoài mộ của ông Hòn Cả Lương Tàu Quảng Vũ Linh luôn nha. Thì qua bài viết chia sẻ của anh thì bất ngờ phía dưới đó cả nhà, anh Nghiêu Vũ cũng liền vào cờ men dưới cái bài viết của anh Xeo Minh như thế này cả nhà ơi. Anh Nghiêu Vũ có comment ok em nhé. Thì anh Xeo Minh liền đáp trả anh Nghiêu Vũ: anh Nghiêu Vũ, mọi người mong chờ anh sẽ làm sáng tỏ mọi việc anh nhé. Đó là lời đáp trả của anh Xeo Minh dành cho anh Nghiêu Vũ. Và mọi người có biết là những khán giả mà yêu thương cái tên này đã mọi người, và đặc biệt là anh Nghiêu Vũ nha, từ lúc mà anh tham gia vào cái drama này, khán giả yêu quý anh rất nhiều. Nói chung là họ xem anh như là một thần tượng luôn đó, là một người anh đúng nghĩa để bảo vệ cho chị Loan nha. Nhưng hôm nay thì bất ngờ mì xào nó tung ra một cái clip như thế, nhưng mà cũng giảm bớt phần nào là cho khán giả bớt phát hiện về anh là anh đã đáp trả một cách ghê gớm nha. Thì được biết là anh đã gửi đơn lên để kiện lại bển đèo, và mọi người cứ từ từ chờ cái trạng thái của anh trong những ngày gần tới thì anh sẽ xử sự như thế nào. Tại vì cái lúc mà bữa 24 tháng 9 đó mọi người, thì mì xào có lên hêm dọ rồi, có nói là sẽ tung cái ghi âm là 16 phút nha cả nhà, và cuộc gọi nói chuyện của anh Nghiêu Vũ cũng như là với mì xào. Thì anh Nghiêu Vũ cũng có một cái trạng thái là rất là nói chung là đáp trả đó mọi người. Thì trên cái câu nói vui của anh Nghiêu Vũ, nhưng mà hôm nay cô trà hoa nữ có chia sẻ khiến cho nhiều người cũng rất là bất ngờ nha. Thì anh Nghiêu Vũ chia sẻ như thế này cả nhà ơi: sau bao ngày mỏi mòn chờ đợi, khi trồng vàng nho gần cả đêm trời thì được có hai quả, sáng tưới cây nhìn thấy quả mà mắc cười quá sát. À đúng ra nó phải ra hai chùm chứ Vũ trồng, mà sao nó ra đúng hai quả mà còn bị lệch nữa, một bên lớn bên nhỏ, sai quá sai. Thì lúc đó đúng cái ngày đó là mì xào lên liên tục là hăm dọa là sẽ tung cái ghi âm 16 phút là ngày nào cũng tung, nhưng mà anh Nghiêu Vũ là có chia sẻ cái bài này đó. Và hôm nay là cô trà qua nữ có sao đó dạy, cô đã chia sẻ lại và cô cũng hiểu ý của anh Nghiêu Vũ. Cô có chia sẻ trên trang của mình như thế này: kha kha kha, một cần non và xanh lém bể mèo à, ngày 24 tháng 9 mụ tung lịch sử cuộc gọi của mụ với nghệ sĩ Nghiêu Vũ. Xe đó tôi thấy Nghiêu Vũ đăng bài này rồi ẩn hay xóa đi, nhưng giờ tôi đã hiểu mục đích của Nghiêu Vũ. Thì bài chia sẻ của cô thầy hoa nữ thì phía dưới nhiều người hâm mộ cũng để lại bình vực ca sĩ Nghiêu Vũ như thế này: mụ đó bệnh mà không tích đất, nói chuyện với ai cũng ghi âm rồi bị phớt. Và chị Trương Nhật Thí cũng để lại comment: chị luôn luôn tỏa sáng và bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, người có uy tín trên xã hội như Nghiêu Vũ khi làm gì họ đều có ý của họ. Và mình đẹp tiếp một cái bình luận này nữa nha cả nhà. Và còn chị Hoa Tranh thì để lại comment: em thấy Nghiêu Vũ nói gì cũng không có gì mà quan trọng, là nói anh hai đúng là hai mặt, anh đến giúp lúc đầu đúng là vì thương Hồng Loan, anh gọi bé Loan nghi là biết chính xác Nghiêu Vũ đến chỉ giúp Hồng Loan vô điều kiện, chứ không như anh hai kia đâu mà còn bị chửi tan nát. Và chị Nghĩa Ngon thì để comment như thế này: em tin cô trà hoa nữ cũng như anh Xeo Minh, nhưng anh Nghiêu Vũ em chưa tin, dù bằng cách này để cho một kẻ mèo một trận thì em thấy cũng không hay. Em theo dõi drama từ đầu, nói chung nhờ anh Nghiêu Vũ xử lý thế nào, có phù hợp không? Thì trên đây thì cô kẻ mèo có chia sẻ như thế, và phía dưới nhiều khán giả thì họ cũng rằng
để những cái bình luận trái chiều và ngược chiều nha cả nhà. Và sáng nay thì thấy trạng thái của anh Nghiêm Vũ cũng là rất là bình tĩnh nha. Và anh có chia sẻ trên trang của mình có một cái bài viết là nhân ngày 20 tháng 10 đó, cũng có chúc cho mọi người cô bác chú gì anh chị rồi mọi người luôn mình khỉa xinh đẹp, luôn hạnh phúc. Vũ có một món quà nhỏ xin tặng người phụ nữ Việt Nam, đó là ca khúc là Ca Quan Phụ Nữ Việt Nam nha mọi người. Thì bài hát này anh xem Nghiêm Vũ thể hiện mình xem thì cũng có rất hay. Và mình men xa thì anh Nghiêm Vũ sẽ làm cái vụ này cho tới nơi tới chốn để dễ dỗ cho cái mụ bể mè này tuy bệnh hiểm nghèo nhưng nhìn thái độ là biết con người không có ra gì đâu nha cả nhà. Còn phía chị đây thì chị đó có để lại một cái comment và cái một status của chị. Chúng chị nhấn dọn bà là bây giờ là chị đi chơi. Và chị cũng như là người câm người điếc, chị không có quan tâm đến cái vấn đề này nữa. Và chị đi chơi nha. Trong chị rất là dễ thương, đang ở sân bay nha mọi người. Và chị có chia sẻ như thế này: cái mặt ni láo láo thật chứ kkk, ni đi chữa câm điếc đây, treo lúc chữa bệnh ni không được tiếp xúc nhiều để bác sĩ theo dõi tình hình sao, mọi người thông cảm nha. Và cái sờ status này cũng ẩn ý nhiều điều nha mọi người. Còn bên phía chị Lo thì cũng có xóa cái sờ status đó rồi, thì chắc lẽ là cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu nha cả nhà. Anh em bác Thảo suy đó thật sự là nói chung là cũng phân tích là có thể thấy không có gì mà quan trọng đâu. Còn bên bác Tư thì cũng có chia sẻ một cái sờ status như thế này: cố nghệ sĩ Vũ Linh ẩm lên thiên lén, thật trẻ, ẩm thanh lẹp ra hết, mọi người cứ chờ đi mà xem. Đó là lời của má Tân Bắc Thanh. Thì phía dưới nhiều khán giả họ cũng có để lại bình luận như thế này: bé mèo đang nhừ nhừ chúng ta nên im lặng cho Nghiêm Vũ trả lời lúc này, đừng để bị công kích nha. Thấy Nghiêm Vũ có trả lời nhà báo Xeo Minh rồi kìa, yên tâm và tin tưởng nha mọi người. Đó là một bình luận của một vị khán giả. Còn cô Thanh Hăng thì để lại bình luận: chú Niêm lên thiên thanh lẹp nhanh để một chuyện sáng tỏ, rõ ra rõ người và rõ tội, kết thúc nhanh, còn lo kỳ cuốc nữa, má Tư Quốc Thanh ơi. Và đồng loạt khán giả thấy cái vụ dần dần của anh Nghiêm Vũ hôm qua đến giờ thì ai cũng vào an ủi chị Long, nói chị hãy cố lên và mạnh mẽ. Và sáng nay chị cũng có thông báo tin vui của mình là được biết con gái lớn của chị đã đại diện các em của mình nha. Mà chị Hồng Loan thì có được thêm đứa con, bà gả hai trai mà em bé nào cũng xinh đẹp và biết nghe lời, biết yêu thương mẹ. Hôm nay các bé chúc sinh nhật mẹ rất là cảm động nha mọi người. Đẹp xem cái sờ tattoo của bé Na chúc mẹ đó, rồi nước bắt cha và bé tin nữa mọi người. Và xem trang của chị Loan đi, chị thấy rất là xúc động nha. Thì qua này mình cho thấy các con của chị Loan rất là hiếu thảo, rất yêu thương chị và bé nào cũng cảm nhận là ché của ông Hồ Cả Lương Vũ Lan Linh nè mọi người, xinh đẹp, nhan sắc phải nói là đỉnh cao nha cả nhà. Và được biết là hôm qua Công Vi có đi qua Pháp nha, mà sao đợt này không thấy sạc pin live stream cho mọi người cùng xem. Để xem thử là Vi qua ăn ký nữa sinh nhật mà giới thiệu cầm cái ví là được đi tham dự sinh nhật. Không ngờ có một, đúng là cũng linh thiêng thiệt, có một ca sĩ kia họ bất ngờ chia sẻ cái bất tờ là một cái thiệp mời đi ăn mừng sinh nhật nha cả nhà. Ai muốn qua thì tự mua vé mà qua, và qua bên đó hát giao lưu với những người tham dự sinh nhật đó. Nếu thật người ta thấy hát hay thì có khi người ta cũng cho tiền, cũng như chị Loan vậy đó. Và chắc Công Việc chuyến này là qua vừa hát và vừa làm công việc khác nha cả nhà. Thì chắc đêm diễn chứ không thành cao đếm nên Công Việc nó không có live stream nha cả nhà. Thì được biết là chị Loan chúng mình có một show mới, cả nhà ơi chúng ta hãy vội vội để mình ủng hộ cho chị Loan nha cả nhà. Còn riêng về anh Hai thì mình thấy anh Hai dạo này không có show trẻ gì hết. Mà hôm qua anh Hai có đăng một cái clip là đi đâu gì đó mọi người mà nhí nhây nhí nhảnh, thì bất ngờ cộng đồng mạng là họ bức xúc, họ chửi tiếp. Xô ra và bắt đầu họ lên tiếng. Nhưng mà mọi người dạo này fan của Yves Saint Laurent bảo vệ tay xòi mạnh lên, chỉ cần mình nói động một cái là nó nhảy vô nó tắt mọi người. Và clip của anh em bác Thảo hôm sáng nay đến đây là cũng hết. Chỉ có nhận tin mới, chỉ cập nhật đến cho quý cô bác anh chị gần xa xem liền. Và mong mọi người hãy chuẩn bị đến và tham gia và ủng hộ cái live show mini của anh Linh Tý nha cả nhà. Được biết là anh Linh Tý chuẩn bị mở một cái live show mini có mời chị Loan cũng như là chú Linh Tâm và những ca anh như là ca sĩ Nam Thành nữa mọi người. Và chương trình này cũng gồm những ca sĩ nghệ sĩ rất là dễ thương.
Và anh đi qua thở xin chào tạm biệt, chúc cho cả nhà có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và yêu đời nha mọi người.